không phải nói mà theo kiểu như lâu lâu ăn bữa rồi nói cho ngon, nhưng mà nói thiệt tình luôn, mấy món này ra tới quán mà đỡ có một cái dĩa hoành tráng như thế này á, cỡ kẻ đại gia kêu còn không có nha. Đó, tôi nói thiệt luôn á, chẳng phải là một cái dĩa nó có quy định, dĩa nó nhỏ lắm mà ăn dòm vô cái dĩa nhỏ thì anh em biết là ăn nó không có đẻ miệng và nó cũng không có sướng. Đó, ở đây đẹp đúng không, lá cá chấm với cải nè, quá đẹp luôn. Đó, bài bản đó. Để anh Thôn ảnh chế tác một cái cuốn cá mà tuyệt phẩm, mà cuốn mù tạc bài bản này. Món này của Nhật nó gọi là wasabi. Đó, tạm dịch sang tiếng Việt là tiếng Việt là mù tạc. Cuốn vào đây, thấy bài bản không anh em, chấm vào ở trong cho anh em cá cờ ép chảo. Đây chào anh em, bữa nay quay cảnh anh em sinh hoạt ăn mùng năm ở trên tàu cho anh em. Mùng năm tháng năm Tết Đoan Ngọ. Đây bữa nay mình sẽ quay món mù tạc của cá cờ. Cá cờ hay là một số anh em ở vùng miền khác hay còn gọi là cá kiếm. Đây lỗ rau nè, y vai vô cải nè, đỡ cuốn với là cá cờ nè. Anh này thơm hành tây với ngổ cờ vô còn hợp đồng cũ. Ở đây là gì, cá cờ lạng ra biến màu chiên, ép chảo cái này là cá cờ ép chảo. Đó, có đầu bếp của chiên phục vụ món Âu đây nè, còn đây đầu bếp chiên phục vụ món Á. Đây là bếp chiên nhậu vua rửa chiên. Năm Covid, năm Covid mà nay hết dịch anh chuyển qua năm đeo quýt rồi. Mình là ông năm gì đó mà năm đeo mấy năm đó. Quá đẹp. Ở nhà anh em mà ăn Tết Đoan Ngọ thì như thế nào không biết, còn anh em ở ngoài biển thì những cái ngày như thế này là vẫn đi làm bình thường, cho nên là có những dịp vô bờ thì anh em có chuẩn bị trước một xíu mồi cộng với bia Bivina. Đó, bên kia còn có món mù tạc, đây nước chấm nè anh em, nước chấm trộn với là mù tạc uống tương này, đây có ớt tương nữa. Thì bữa nay mình vừa quay một cái bữa ăn uống sinh hoạt của anh em ở trên tàu, cộng thêm cũng như là cái bữa giao lưu nói chuyện với anh em khán giả cho vui. Bởi vì đa phần những cái video mà có cái nội dung về tàu thuyền thì mình ít khi mà nói lan man những cái chuyện bên ngoài được, mà tập trung vô một cái chuyện chính là cái chuyện mà nội dung trong video. Còn những cái video ăn uống hay là câu cá thì mình có nhiều cái thời gian để tâm sự với anh em nhiều hơn. Bộ này trâu dữ vậy. Nói gì đâu. À, đây mình khoe một ít nhiều lắm. Giấy một ít tương ớt với là mù tạc cộng thêm mắm để được đâm gia vị từ trước. Đây anh em. Đâu? Này nước chấm chấm mù tạc thì anh em mỗi người tự khoe. Ai thích ăn phê cái liều lượng như thế nào là tự phê nha. Mấy cái món này mà ở trên bờ mà ra tới quán thì không phải nói mà theo kiểu như lâu lâu ăn bữa rồi nói cho ngon, nhưng mà nói thiệt tình luôn, mấy món này mà ra tới quán mà đỡ có một cái dĩa hoành tráng như thế này á, cỡ kẻ đại gia kêu còn không có nha. Đó, tôi nói thiệt luôn á, chẳng phải là một cái dĩa nó có quy định, dĩa nó nhỏ lắm mà ăn dòm vô cái dĩa nhỏ thì anh em biết là ăn nó không có đẻ miệng và nó cũng không có sướng. Đó, ở đây đẹp đúng không, lá cá chấm với cải nè, quá đẹp luôn. À, bài bản đó. Để anh Thôn ảnh chế tác một cái cuốn cá mà tuyệt phẩm, mà cuốn mù tạc bài bản này. Món này của Nhật nó gọi là wasabi. Đó, tạm dịch sang tiếng Việt là mù tạc. Wow, đây
thấy bài bản của anh em chấm vào đây, đây 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 ngậm ngay luôn rồi vô. Wow. Để giữ anh em. Nó vừa ăn bồ tạc mà vừa dơm xuống dưới miệng nó rực rỡ. Ngon. Ngon mà gót. Bật nắp đi. Bật nắp ơi. Bật nắp ăn uống mình vừa ăn vừa nói chuyện với anh em cho vui. Đây xin mời luôn tất cả anh em nha. Mời thì anh em của mình thì anh em đi làm nghề đánh bắt ở khu vực miền Trung cho nên là có một số anh em bình luận trong video là thì tiếng nói của miền Trung thì nó những cái vùng miền khác thì nghe nó tiếng được tiếng mất, nói chung nó không khó nghe nên anh em cũng thông cảm bởi vì mỗi vùng miền là nhờ những cái tiếng nói nó khác nhau mà. Đây anh em, mình một tay mình phải quay cho nên là mình chưa cuốn được, bây giờ mình gấp mình chấm quất trực tiếp luôn. À, bắt đầu mình ăn miếng cải sau. Cầm xéo đẻ rồi. Ngon quá. Này cá cờ nha anh em, cá cờ hay là một số anh em ở vùng miền khác còn gọi là cá kiếm á. Cờ kiếm á, cờ kiếm, cờ lá, cờ gòn. Quân thần kiếm. Năm làm cuốn bài bản hay năm. Cái chuyện quan trọng mới vừa rồi định nói gì quên bè nữa. À nhớ rồi. Thế là ý kênh của mình á là chủ yếu tập trung giờ quay cảnh anh em sinh hoạt đánh bắt. Thì nội dung á thì đây phần này nó cũng hơi tương đồng nhau nhưng mà mỗi cái thước phim mỗi cái hoạt cảnh mà anh em sinh hoạt là nó khác nhau hoàn toàn bởi vì cái nội dung thì nó như vậy nhưng mà mỗi ngày mỗi tháng anh em đi lao động trên biển à mỗi chuyến đánh bắt nó khác nhau cộng thêm cái kênh của mình là mình làm những mục đích để lấy cái nút bạc YouTube về giới dân biển là chính. Nó còn những cái video mà tầm 10.000 tới 20.000 á thì cái lượng quảng cáo nó không nhiều như là đa phần các nghề quảng cáo á họ đặt tùy theo nội dung của video nữa cho nên là một khoảng thời gian trước đó mình có làm cái kênh này với mục đích là gì vừa làm video mà cũng vừa là mục đích mà đỡ lấy cái mã pin YouTube để kiếm tiền nhưng mà thời gian gần đây thì mình thấy cái đó nó không có nhiều mà mình phải đặt các cái yêu cầu về bản quyền của YouTube nó nhiều quá mình làm mình phải ngăn chặn các cái âm thanh xung quanh các cái âm nhạc rồi nó bị hạn chế rất là nhiều cho nên là cái video của mình đó nó không có lọt tẻ hết được cái nội dung cho nên là bây giờ mình không có còn làm theo cái xu hướng đó nữa mình sẽ cố gắng để lấy cái nút bạc YouTube về với dân biển của ghe tài biển khui anh em coi bởi vì cái dân mà thực sự đi biển mà làm YouTuber thì chưa có ai lấy được nút bạc đây mời anh em nha đây đây gì xưa mà làm một miếng đây anh em ơi miếng đây nè đây anh em cá cờ ép chảo đây anh em cá cờ ép chảo mời anh em nha bơ bơ à tình nhà báo xuống nhà báo chúc anh em đón Tết Đoan Ngọ vui vẻ nha bên người thân gia đình
chiều chiều chở vợ con đi chơi. Còn những anh em này thì vẫn còn miệt mài lao động cho anh em. Còn lo quá làm quá rồi. Không rồi, tháng rồi không rồi. Đây mình quay mấy cái cảnh quanh cho anh em xem. Đây anh em, hồi nãy là mình ăn một cái miếng xương, giờ mình ăn tiếp một miếng thịt nè. Miếng thịt của cá cờ anh em, nó mới có cái thớ thịt dày cỡ này. Nguyên một cái miếng thịt ấp chảo. Đây, ở đây còn 4 miếng nữa. Quay thêm cái miếng thịt ấp chảo này cho anh em ăn. Em xem nha. Rồi anh em ở trên đất liền á, thích chế tác cái món này thì chúng ta xuống dưới cảng á, chúng ta mua về chúng ta chế tác. Đặc biệt là phải chọn cá cờ tươi nha anh em, nó mới ngon nè. Đó, ghe của mình đậu trong cái khu vực gần gành nhìn rất là đẹp. Ở đây mình chỉ nói những cái chiếc tàu thuyền nhỏ nhỏ như mình thôi nha anh em, thì khai thác ở cái vùng gần gành cho nên mình đậu gần gành, còn những ghe công suất lớn hơn thì ở cái khơi, khi nào có ké thì mình ra mình mua. Đó, gần gành toàn là tàu thuyền nhỏ nhỏ không nè anh em. Mình đang đậu tại mũi đôi của Đại Lãnh nha anh em ơi. Cái này là điểm cực đông của Tổ quốc á. Hôm nào mình đăng cái video đối với riêng về cái điểm cực đông nha anh em xem. Đây, mình đang đậu tại núi Mũi Đôi luôn nè anh em. Chính xác là cái khu này. Mặt này là mặt ở trong bờ ha. Miếng này anh nãy giờ thấy cái miếng món ép chảo này ngon nè anh em. Hành mì ông cần làm đế cho cái thanh dừa ngâm ông ngâm ngâm đi đế đi nè, hành đi nè, hành tỏi nè, hành tỏi hả bỏ ngon hả người ta chích ta bỏ chút muối ta bỏ đế này là phần thịt của cái kỳ nó anh em, ở giữa xương sống của con cái cờ nó có cái thớt thớ xương nó đi lên á, lấy cái miếng này ép chẻo quá ngon luôn. Quá đã. Quay này cảnh ăn uống sinh hoạt hơn Hua Banh Phút nữa. Tí anh về ra coi kênh Hua Banh Phút không? Tao rất Hua Banh Phút. Nó mình quay chuyên giòn ẩm thực cùng nó cũng bán đồ đồ. Thịt nói. Nè anh em, gặm thịt ra hết còn cái thớ xương của nó nè, xương cầy á. Đây, còn thưởng không? Bỏ qua, lấy miếng khác. Trên biển thì cái món mù tạt đây phần trở thành những món chính. Đó, gọi là cái món khối khẩu của anh em đó. Đây. Đây một miếng cá tươi nè anh em. Đó. Đỏ hỏn luôn. Camera nhìn đẹp. Trong không? Nguyên à. Trong hơn nhìn ở ngoài mà. Bên trong mình nét luôn. Đây, xin chào tạm biệt anh em nha. Bây giờ là chính thức tập trung vô phần thưởng thức thôi. Đây nãy giờ cái dĩa ké nó cũng vơi vơi bớt không. Bây giờ tập trung ăn uống nhậu nhẹt nói chuyện với anh em ở trong team bài bản.